5 bí mật động trời mà Đảng Cộng sản không bao giờ muốn bạn biết. Một, giáo chủ Cộng sản Karl Marx là người thờ quỷ Satan. Vào thời niên thiếu, Marx là một giáo đồ cơ đốc. Nhưng sau khi vào đại học, ông ta gia nhập giáo hội Satan do John Scott chủ trì và trở thành một thành viên của giáo phái ma quỷ. Marx không phải là người vô thần, giáo hội Satan tin vào sự tồn tại của thần. Chỉ là họ thù hận thần, muốn vượt qua thần, leo lên trên cả thần hoặc ít nhất là ngồi ngang hàng với thần. Do đó rất nhiều tác phẩm thơ ca của Marx đều phản đối thần, sùng bái Satan. Thơ ca là một hình thức văn nghệ đặc thù có thể biểu đạt thế giới nội tâm tác giả một cách chân thật nhất. Marx trong một số tác phẩm như Câu ma chú của kẻ tuyệt vọng, Sự kiêu ngạo của con người, Lenin, v.v. đều sung mãn khát vọng hủy diệt nhân loại, thậm chí trong bài thơ Người diễn tấu còn công khai thừa nhận. Với quỷ Satan, ta đã lập khế ước, Ngài viết ấn ký, cấp thời gian cho ta. Trong tác phẩm Marx và quỷ Satan, tác giả Richard Wembrandt đã viết. Ông từng liên hệ với viện Marx ở Moscow và được biết số lượng tác phẩm của Marx có hơn 100 quyển. Trong đó chỉ có 13 quyển là được xuất bản công khai. Con đường Marx trở thành ma quỷ cho đến nay đã không còn gì là bí mật, một lượng lớn tác phẩm thư từ của Marx, cũng như nhiều công trình khảo sát của các học giả phương Tây đều đã được công khai. Chỉ là các quốc gia cộng sản cố tình lờ đi. 2. Nguồn gốc cờ đỏ và ngôi sao năm cánh. Người Trung Quốc ngày nay không nghĩ được rằng vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc sùng bái ngôi sao năm cánh giống như tôn thờ thần linh vậy. Hầu như không người dân nào nói rõ được ý nghĩa của ngôi sao năm cánh trên nền cờ đỏ. Lá cờ của một quốc gia đều có đặc trưng riêng đại diện cho quốc gia đó. Chúng ta không thể tìm thấy bất kỳ mối liên hệ nào về ngôi sao năm cánh trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Bởi vì sao năm cánh và cờ đỏ là rước từ Liên Xô về. Vì không đại diện cho quốc gia nên không phải cờ tổ quốc. Thực chất nó liên quan tới Karl Marx và chủ nghĩa cộng sản. Karl Marx theo Sa Tăng giáo, cờ sao năm cánh thực ra là cờ của Sa Tăng giáo. Sa Tăng giáo sùng bái ngôi sao năm cánh, nó lấy ngôi sao năm cánh đặt ngược làm biểu tượng. Màu đỏ là màu của máu, ngôi sao năm cánh là ký hiệu bộ mặt của quỷ Sa Tăng, ý nghĩa của nó vô cùng tà ác. Vô cùng tà ác. Nguồn gốc là từ lễ tế Sa Tăng, giết người lấy máu tế quỷ. Bạn có nhìn thấy điều đặc biệt gì không? Sao năm cánh ngược mặt quỷ trên nền cờ đỏ máu, biểu tượng lễ tế Sa Tăng trên cờ đoàn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ba, nguồn gốc cờ múa liềm. Đảng Cộng sản tuyên truyền rằng cờ đảng múa liềm đại biểu cho công nhân và nông dân. Thế nhưng ý nghĩa thực sự của chúng lại không phải như vậy. Karl Marx là thành viên cao cấp của hội tam điểm Freemasonry, một hội thờ quỷ Sa Tăng. Cách gọi đồng chí Comrades của Đảng Cộng sản là từ hội tam điểm. Hidden Hand, bàn tay ẩn là ký hiệu thành viên cao cấp của hội tam điểm. Karl Marx, Vladimir Lenin, Joseph Stalin. Cái búa và lưỡi liềm trên cờ cộng sản đều có nguồn gốc từ hội tam điểm. Trong nghi thức của hội tam điểm, búa là biểu tượng của bạo lực và sự phá hoại, chính quyền tàn bạo. Liềm cũng bắt nguồn từ hội tam điểm, đại biểu cho sự hủy diệt và cái chết, Đảng Cộng sản sùng bái chết chóc. Màu đỏ của cờ đảng tiêu biểu cho sự thống trị tanh máu của Đảng Cộng sản. Lịch sử giết người của các quốc gia cộng sản trên thế giới đều đã chứng minh đầy đủ những điều này.
Joseph Stalin, Đảng Cộng sản Liên Xô giết 20 triệu người, Mao Trạch Đông, Đảng Cộng sản Trung Quốc giết 65 triệu người, Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam giết 3 triệu người, Kim Nhật Thành, Đảng Cộng sản Triều Tiên giết 2 triệu người, Pol Pot, Đảng Cộng sản Khmer Đỏ giết 2 triệu người. 4. Tà thuyết Cộng sản của Marx là phiên bản hiện đại của chủ nghĩa tôn thờ Satan. Với một linh hồn bị ám ảnh bởi Satan và đạo đức đồi bại, Marx đã vận dụng những mánh khóe, dối trá và lừa đảo để tạo nên cái gọi là lý luận chủ nghĩa cộng sản, hướng dẫn con người tín ngưỡng nó, từ đó đạt được mục đích hủy diệt tâm linh của con người. Thực chất, học thuyết cộng sản của Marx chính là phiên bản hiện đại của chủ nghĩa Satan, chẳng qua là khoác bên ngoài cái áo chủ nghĩa cộng sản để che mắt thiên hạ. Nó kêu gọi con người vứt bỏ thần thánh, bán rẻ linh hồn để đổi lấy sự phóng túng dục vọng, mục đích chính là lôi người ta xuống địa ngục. Kinh Satan, vô thần, không có thiên đường, không có địa ngục, ngoại trừ ở đây trên trái đất, con người đã luôn tạo ra thượng đế của mình. Kinh Marx Lenin, vô thần luận, tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo và đầu óc của con người, tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, con người đã sáng tạo nên thượng đế. Kinh Satan, theo đuổi vật chất, nhục dục, ta đạp đổ mọi quy tắc nếu nó không mang lại cho ta thành công và hạnh phúc phàm tục. Kinh Marx Lenin, duy vật luận, vật chất quyết định ý thức. Kinh Satan, cổ suý đấu tranh, Satan là một triết lý tàn bạo ích kỷ, nó dựa trên niềm tin rằng con người vốn đã ích kỷ, là sinh vật bạo lực, rằng cuộc sống là cuộc đấu tranh sinh tồn. Kinh Marx Lenin, triết học đấu tranh giai cấp là động lực phát triển, hạnh phúc là đấu tranh. 5. Nghi lễ kết nạp đảng chính là nghi thức gia nhập Satan giáo. Nghi thức gia nhập Satan giáo, đứng trước ngôi sao năm cánh, giơ tay phải lên, phát thể độc, dâng hiến sinh mệnh và trung thành với tổ chức. Nghi lễ kết nạp đảng đoàn đội, đứng trước ngôi sao năm cánh hoặc cờ búa liềm, giơ tay phải lên, phát thể độc, sẵn sàng hy sinh cho đảng và không bao giờ phản bội đảng. Sau khi tuyên thệ và đoàn, thanh niên coi như đã tuyên thệ gia nhập ma giáo Satan. Sau khi phát thệ trước đảng kỳ, người ta chính là đã thề đem sinh mệnh giao cấp cho ma quỷ. Theo sách Khải Huyền trong Kinh Thánh từng viết, con rồng đỏ hung hãn, tàn bạo, tên của nó là ma quỷ hay sa tăng, mê hoặc toàn bộ nhân loại. Ở nhân gian này chính là một đảng cộng sản thèm khát máu tanh, tôn sùng bạo lực. Con rồng đỏ đánh ấn ký của nó lên con người thông qua việc nhập đảng, nhập đoàn, nhập đội. Ấn ký của con thú này chính là tấm giấy thông hành thẳng xuống địa ngục cùng ma quỷ. Cuối năm 2004, loạt bài Cửu Bình đã vạch trần một cách sâu sắc bản chất tà ác và những tội trạng lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dấy lên phong trào thoái đảng sục sôi trong khắp cõi Trung Quốc đại lục. Trước mắt, con số người thoái đảng đã vượt qua con số 300 triệu. Tam thoái, thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội chính là con đường duy nhất cứu thoát linh hồn người ta khỏi phải bước xuống địa ngục cùng tà giáo Satan Cộng sản.